Một trong những cái mà lợi thế của thương hiệu Mạnh Sang đó là nhiều cơ hội để lựa chọn đầu vào. Nói thật với cả nhà, nhiều tâm người ta hay nói là đã giàu thì giàu thêm, đã giỏi thì giỏi thêm. Mày như thế này mà mày đi tuyển bác sĩ giờ, hoặc là mày có nhiều cơ hội để mà lựa chọn. Tuyển có 20 người mà tới 200 bộ hồ sơ bác sĩ. Nói thật với khách hàng luôn, không phải mày nói ra để mày kiếm thêm một đồng đâu. Bởi vì một ngày bây giờ mày làm 1 tỷ mày không vui, mà mày làm 10.000 mày không buồn. Mà khi mày đã phát ngôn ra một câu từ thì mày tâm sự thật. Bởi vì khi mày tâm sự như thế này, trên đó là kiểu gì cũng có là đồng nghiệp của mày, đó là các y tá, bác sĩ, tiến sĩ, các cái chủ thẩm mỹ viện cùng ngành với mày, mày tâm sự thật. Cho nên đôi khi có thể là thấy mai thành công nhưng mà các bác hay là các đồng nghiệp của mai không chịu công nhận cái sự thành công của mai chứ. Các bạn có dám là mướn 300 nhân viên ăn rồi về để chăm sóc khách hàng, đúng không ạ? Thì lý do tại sao mà chúng ta bị khách hàng mắng dấu? Mai nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình làm cái môi 5 ngày sau mình lại chăm sóc, 10 ngày mình chăm sóc, 1 tháng mình chăm sóc, thế thì bây giờ khách chưa hài lòng, mình đã là gì ạ? Chủ động mời khách lên, chị ơi môi của chị đang thiếu 1-2 mũi kim, chị vui lòng 2 tháng quay lại với em bảo hành nha, chứ em không muốn mắc nợ chị cố gắng giúp đỡ em nha. Trước nữa thì bảo vệ sắc đẹp cho chị, sau nữa thì chị hỗ trợ em, bởi vì là thương hiệu em đang nằm ở trên khuôn mặt chị. Cho chị giúp em tí, quay lại bảo hành em tí, em năn nỉ luôn á, đến thời gian bảo hành rồi. Chúng ta chủ động như vậy khách vui. Ví dụ như mình nâng mũi hay là mình cắt mắt hay là mình phun môi hay mình phun chân mày thì mình phải có cái bộ phận giám sát để làm gì ạ? Con người mà cũng có những khi chỉnh mạng, nếu thực sự trong quá trình làm việc mà có bộ phận giám sát thì hạn chế tối đa về những cái rủi ro. Cũng giống như chúng ta tham gia giao thông cho có công an đang dám vượt rồi, đúng không? Đó là cái việc đầu tiên là cái người lãnh đạo đó là phải giỏi cái đã, và phải làm đúng lương tâm đạo đức cái đã, phải đủ tâm để làm cái đã. Nhưng mà anh có giám sát chất lượng rồi, nhưng mà tay nghề của bác sĩ, y tá, nhân viên nó được 5 thì làm sao mà mình bắt người ta phải làm 10 được? Giống như là cái sức lực của mình thì bắt được con mèo, làm sao mà bắt được con hổ? Thế thì bây giờ phải làm sao? Chỉ có đào tạo và đào tạo và truyền giao thôi. Nhưng mà chị Mai ơi, em không phải bác sĩ, làm sao em truyền giao cho bác sĩ? Mình không phải là bác sĩ, nhưng mình là tổng giám đốc, mình phải có trí tuệ, mình phải đưa ra quy trình quy chế, mình phải chi tiền mạnh để mình tìm những người giáo sư, những người tiến sĩ đầu ngành giỏi của các đất nước bạn để truyền giao. Mình phải sang bên đó, về mặt lý thuyết mình phải nắm vững, bên cạnh đó mình phải đưa cái ban lãnh đạo của mình để mà xem trực tiếp, để mà viết ra cái quy trình, để mà vận hành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chứ mai một bác sĩ hứng lên á, thôi em khuyến mại cho khách bên chị Mai là 11. Đúng 10 là 10, tôi không mượn anh khuyến mại 11. Giống như cái thằng cha phun chân mày á, cái màu nâu đen đẹp muốn chết, thấy khách này VIP quá thêm cho miếng nữa, trở thành đen thui, đúng không ạ? Trong ngành thẩm mỹ thường được thiếu nữa.